Tôi là Vân Anh, tôi vừa tham gia khóa học đập tan khoảng cách của Mai Tình Yêu và tôi thấy đây là một khóa học rất là tuyệt vời. Tôi học được các cái kỹ năng để quyến rũ người khác một cách đơn giản, dễ dàng bằng những cái ngôn từ và sử dụng cách sử dụng cái bộ thẻ thần chú mê đắm. Đấy là một cái bộ thẻ mà nó chứa những cái câu từ mà để chỉ cần sử dụng nó thì tôi có thể giúp cho người khác làm theo điều mình muốn một cách rất là dễ dàng. Và trong cái bộ thẻ, qua cái bộ thẻ đấy thì tôi thấy rằng là để người khác làm điều mình muốn, một điều rất là đơn giản, đó là mình giúp họ làm cái điều họ muốn. Đấy là một cái điều mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Và tôi được học các cái bài tập để tác động vào các cái điểm huyệt trên cơ thể để giúp khơi gợi cái ham muốn, khơi gợi cái tình yêu của người khác phái đối với mình. Và khóa học giúp tôi hiểu được những cái mình cần phải làm những điều gì ý nghĩa hơn cho cuộc sống này, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho gia đình mình và cho những người xung quanh. Và cái điều này nó đã làm cho tôi thực sự xúc động. Tôi cảm thấy đây là một cái khóa học rất là tuyệt vời. Nếu mà bạn muốn quyến rũ được người khác phái thì đây là một khóa học rất là có ích cho bạn đấy.